Hôm nay thì em sẽ mang đến một điều rất là hay cho mọi người. Cụ thể ở đây là những bác nào mà chơi âm thanh qua cổng kết nối không dây, cụ thể hơn nữa là chơi Bluetooth. Mọi người thường thấy là trên sản phẩm DAC của mình giới thiệu là cổng Bluetooth hỗ trợ aptX, aptX HD, aptX LL hoặc là LDAC, nhưng mà mọi người chưa biết cách sử dụng để bật nó lên. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cách để bật cái chế độ đấy lên. Cụ thể ở đây là LDAC. Thì LDAC là gì? LDAC là một công nghệ mã hóa âm thanh độc quyền của Sony phát triển. Đấy, cho phép chúng ta chơi âm thanh độ phân giải cực cao. Đấy, qua kết nối Bluetooth không dây. Và một điều nữa là tính năng LDAC này chỉ hỗ trợ cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Tức là các cái mẫu điện thoại như là Oppo này, Samsung này, Xiaomi này, hoặc là LG, hoặc là Sony. Đấy, còn hệ điều hành iOS như của iPhone thì nó sẽ không hỗ trợ cho mọi người. iPhone thì sẽ hỗ trợ aptX, aptX HD. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối và thao tác ở trên điện thoại nha mọi người. Chúng ta vào phần cài đặt. Vào phần thiết bị ghép nối để tìm kiếm Bluetooth. Đấy, với thiết bị của em thì không cần chuyển. Con V1 này thì nó tự nhận Bluetooth và tự nhận quang. Còn với thiết bị của mọi người thì mọi người phải chỉnh về chữ BT. Chỉnh về chế độ Bluetooth là chữ BT nha mọi người. Thiết bị của em thì có tên là BT Hi-Fi Audio. Đấy, Suka thì thường thường nó sẽ là BT Hi-Fi Audio. Ghép nối. Nó hiển thị lên trước là đang hoạt động. Thì mọi người thấy có một cái răng cưa ở bên này không? Mọi người kích vào. Đây là em đã bật lên rồi. Còn đây là em đã bật LDAC lên rồi nhá. Còn bình thường thì nó sẽ nằm ở chữ như thế này. Mọi người phải bật nội dung âm thanh nghe nhìn lên thì nó có sẽ âm thanh LDAC, âm thanh HD LDAC. Đấy, bây giờ thì em sẽ test một bản nhạc khi em chưa bật LDAC và một bản nhạc em đã bật LDAC lên cho mọi người xem sự khác biệt. Tidal này, em thì sẽ sử dụng nhạc ở trên Tidal. Tìm kiếm nghe câu Phương Phương Thảo đi cho dễ nghe. Đây, nó đã có chữ BT này. Mọi người nhớ giúp em là khi mà chúng ta nghe nhạc Bluetooth thì chúng ta vặn to hết cỡ cái volume lên. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Bây giờ thì em sẽ bật đầu đáp lên nhé. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Em bật lên này. Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Thank you.
cánh đời mong manh quá, kể chi chuyện mình nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Sĩ nó tách bạch hơn này, lời nó bay bổng hơn này, đấy, và nghe cái nhạc cụ nó đanh hơn, nó rõ ràng hơn. Còn những cái sản phẩm khác như là Tobin AX5 hoặc là Dynamet hoặc là những cái sản phẩm khác kết nối lời đáp thì mọi người cứ thao tác theo của em như chiếc V1 là được nha mọi người. Video em chia sẻ về cách kết nối lời đáp và sử dụng lời đáp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.